Tại Việt Nam, Hà Nội truy tố nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Bắc Giang mở rộng điều tra vụ hiệu trưởng trường trung cấp nghề giao thông vận tải lạm dụng chức quyền. Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động. Bộ Công an vào cuộc vụ chủ nợ mất tích 7 tháng ở tỉnh Hải Dương. Gia Lai khẩn trương truy tìm tài xế lái xe thông chốt kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh đưa người vô gia cư vào trung tâm bảo trợ xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh xử phạt hơn 123 trường hợp vi phạm chỉ thị số 16. Nghệ An nhức nhối tình trạng tín dụng đen nứt bóng doanh nghiệp. Trên thế giới, Mỹ chọn chiến tướng cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc. Lo sợ biểu tình lan rộng Cuba khóa mạng xã hội. Nói xe biết ở Pakistan, 6 người Trung Quốc thiệt mạng Rượu bia gây ra 4% ung thư trên toàn cầu. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với tin tức 24 giờ mở đầu là phần tin trong nước. Vừa qua, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời quyết định truy tố nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 bị can khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị can Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính là người quyết định để bệnh viện Bạch Mai và công ty BMS ký hợp đồng liên doanh liên kết lắp đặt robot Rosa với giá trị là 39 tỷ đồng không đúng thực tế, nhằm mang lại lợi nhuận cho tập thể và cá nhân bị can Nguyễn Quốc Anh số tiền hơn 331 triệu đồng. Các trạng cũng cho biết sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, bị can Nguyễn Quốc Anh và các đồng phạm đã tự nguyện phối hợp cùng gia đình nộp khắc phục hết số tiền hưởng lợi không chính đáng và tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông trần quang vinh hiệu trưởng trường trung cấp nghề giao thông vận tải bắc giang cựu hiệu trưởng này cùng với đồng phạm bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác thu chi, thanh quyết toán kinh phí đào tạo lái xe ô tô. Từ các chứng cứ thu thập được ngày 12 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Trần Quang Vinh là hiệu trưởng trường trung cấp nghề giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang và cùng các đồng phạm tiến hành khám xét tại nhà và nơi làm việc của các bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện thu giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Trần Tuấn Anh sinh năm 1989, trú tại Hương Yên và Lê Văn Đạt sinh năm 1989, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cho biết hai đối tượng này đã tự nhận có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, rồi nhận hồ sơ thu tiền để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Slovakia. Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, nhưng những người đã đóng tiền vẫn chưa được đi xuất khẩu lao động và không được trả lại tiền. Vì vậy, các nạn nhân này đã trình báo cơ quan chức năng. Được biết từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng này đã lừa đảo thành công chính đối tượng nộp hồ sơ, nộp tiền để đề xuất cảnh Slovakia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1984, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người nhà già bị cáo Kiên đã tự nhận bản thân đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và có nhiều mối quan hệ có khả năng xin việc chạy dự án mua căn hộ giá rẻ. Với thủ đoạn này Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng của 6 bị hại. Sau một thời gian chuyển tiền nhưng không thấy Kiên thực hiện những lời đã hứa, vào tháng 1 của năm 2020, các bị hại đã gửi đơn đến công an thành phố Hà Nội tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Kiên. Còn tại tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên vừa đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân đã vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên cho biết bảy người này từng đến vùng dịch Covid-19 ở tỉnh Bình Dương và Bắc Ninh rồi trở về địa phương. Trong nhóm này có năm người khai báo không kịp thời và hai người cố tình khai báo y tế không trung thực. Sau khi nhận thông tin, công an huyện Bảo Yên đã điều tra xác minh lịch trình dịch tễ của bảy người và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mỗi trường hợp bị phạt số tiền là 15 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt bảy trường hợp là 105 triệu đồng liên quan đến vụ việc một người đàn ông ở Hải Dương đã mất tích hơn 7 tháng đầy bí ẩn sau khi đi đòi nợ. Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học Hình sự cho biết đang phối hợp với Công an Hải Dương điều tra làm rõ. Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an cho biết vụ chủ nợ mất tích 7 tháng bị sát hại ở Hải Dương có tính chất phức tạp. Tội phạm dùng thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Vụ việc này những ngày gần đây đã làm xôn xao dư luận tại Hải Dương. Theo tương trình của ông Dương Công Hùng, 80 tuổi, ở phố cuối thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, là bố đẻ của anh Dương Công Cường. Thời điểm con trai ông mất tích là vào ngày 28 tháng 11 của năm 2020. Khi đi, anh Cường lái chiếc xe ô tô màu đen hiệu Mazda CX-5, biển kiểm soát 34A29870, từ nhà đến thành phố Hải Dương nói là đến nhà của một người tên Cao Tài Năng để đòi nợ. Không thấy con về, điện thoại cho con không liên lạc được. Gia đình có đi tìm nhưng không thấy. Gia đình ông Hùng cũng đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng để hy vọng tìm được con. Nhưng anh Cường mất tích từ đó tới nay đã qua 7 tháng. Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13 tháng 6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra. Mành mối quan trọng của vụ việc được hé lộ sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hành tung về chiếc xe của anh Cường cơ quan cảnh sát điều tra đã nhiều lần áp giải cao tài năng tới các địa điểm là nơi ở và nơi năng thuê nhà bỏ hiệu thuốc để điều tra. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can cao tài năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật mới đây thanh tra sở thông tin và truyền thông hải phòng đã phối hợp với công an huyện an lão tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với quản trị viên trang fanpage có tên hải phòng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật Trước đó, ngày 6 tháng 7, quản trị viên trang fanpage này đã đăng bài viết với nội dung sai sự thật, chia sẻ về việc có 5 người từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe khách vào Hải Phòng. Thông tin này đã nhanh chóng nhận được hơn 1.000 lượt bình luận và chia sẻ gây hoang mang trong dư luận. Tại buổi làm việc, quản trị viên này đã thừa nhận việc mình đăng tải bài viết trên fanpage Hải Phòng là sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên mạng xã hội, đồng thời tự xóa bỏ fanpage nêu trên. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt chủ trang fanpage này với số tiền là 12,5 triệu đồng. Trong thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm tụ điểm cá độ bóng đá. Thế nhưng cứ bắt tụ điểm này thì ổ nhóm khác lại mọc lên. Mới đây nhất, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục triệt xóa thành công hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số lâu đề quy mô lớn tại vùng cao xã Trà Mai. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, công an huyện Nam Trà My đã phát hiện hai tụ điểm trên địa bàn thường xuyên tổ chức cá cược bóng đá. Sau một thời gian theo dõi đến ngày 11 tháng 7 vừa qua, lực lượng công an đã tiến hành khám xét thu giữ 17 điện thoại di động, 102 triệu đồng tiền mặt, hơn 500 trang dữ liệu trích xuất về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh giữ người đối với 19 đối tượng, trong đó hai đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô đề là Hoàng Thế Duy Thành, sinh năm 1985, và Nguyễn Minh Kiệt sinh năm 1963 cùng ngũ xã Trà Mai, huyện Nam Trà My để điều tra làm rõ vi phạm. Thưa quý vị, Công an huyện Trong Ba cho biết đơn vị này đang triển khai lực lượng để truy tìm đối tượng lái xe ô tô thông chốt kiểm tra dịch Covid-19. Trước đó vào tối ngày 12 tháng 7, một tài xế điều khiển chiếc xe ô tô biển kiểm soát 78K 7696 đi từ Phú Yên về địa bàn huyện Rông Ba, Gia Lai. Khi tới chốt kiểm dịch Covid-19 tại xã Chư Ngọc, tài xế lái ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để thực hiện kiểm tra y tế mà còn tăng tốc nhằm thông chốt. Khi đến địa phận buôn Chính Hòa, xã Iamala, huyện Rông Ba, lực lượng chức năng đã buộc phương tiện vượt chốt kiểm dịch dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô đã lợi dụng đêm tối để bỏ trốn, để lại chiếc xe tại hiện trường. Mới đây, công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người cố ý gây thương tích. Cụ thể, công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hóa, Hoàng Ngọc Hà cùng 27 tuổi và Trần Văn Hiền 40 tuổi cùng trú tại xã Thuận Hành, huyện Đắc Sông, tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Liên quan tới vụ án này, ba đối tượng là Trần Nhật Tiến 21 tuổi, Trần Văn Quân 27 tuổi và Phạm Văn Trà 20 tuổi cùng trú tại xã Thuận Hạnh cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra cho biết vào tối ngày 3 tháng 7, hai nhóm này đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn tới ẩu đả, khiến cho Trần Văn Quyền, 20 tuổi, trú tại xã Thuận Hành, tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và truy bắt các đối tượng. Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vừa xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ lật xuồng tại khu vực hồ Tây khiến cho một người mất tích. Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 13 tháng 7. Lúc này, bốn người gồm Lê Minh Phụng sinh năm 1992, ngụ tại thị trấn La Ghi, Bình Thuận, Ca Mừng sinh năm 1996, Cạch Tuyên sinh năm 1996 đều ngụ tại thôn Bơ Sụt, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh và Nguyễn Văn Quốc sinh năm 1984, ngụ tại tổ dân phố 12, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, cùng ngồi trên bè nuôi cá. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi xuồng mái trên khu vực hồ Tây thì bất ngờ xuồng bị lật. Do biết bơi nên ba người đã an toàn trở về bờ, còn anh Nguyễn Văn quốc bị mất tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục bổ sung lực lượng cho các chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch bệnh. Trong đó, ngành y tế tỉnh này được giao nhiệm vụ khẩn trương xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 bằng test nhanh kháng nguyên cho người đến và về Bình Định từ vùng dịch tại các chốt kiểm tra y tế, đồng thời giám sát chặt chẽ hành khách trở về tỉnh tại nhà ga, sân bay, bến xe, bến cảng. Ngoài ra, ngành y tế tỉnh Bình Định cũng cần nhanh chóng cử một tổ y tế thực hiện việc xét nghiệm có thu phí cho tất cả thuyền viên đi trên tàu từ nước ngoài về và các địa phương có dịch trong nước trước khi cập cảng quy nhân. Sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 kết thúc, cộng đồng mạng xôn xao việc thầy giáo Phan Khắc Nghệ, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, có nội dung tổng ôn buổi cuối cho học sinh giống đến 80% đề thi chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và trước thông tin này, đại diện trung tâm truyền thông của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Bộ đã nắm được thông tin sự việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng và những người có liên quan để xác minh xem là có sai phạm trong việc này hay không. Với một tỷ lệ đoán đề cao như vậy, những học sinh ở mức 6 7 điểm có thể dễ dàng được nâng lên 9 đến 10 điểm chỉ trong một vài ngày. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến điểm chuẩn khối ngành y dược. Học sinh thi môn sinh phần lớn có mục tiêu vào những ngành y dược, điểm chuẩn vô cùng cao, chỉ tiêu rất ít. Bản thân mỗi học sinh phải trải qua quá trình học tập cực khổ suốt 3 năm liền mới có thể đạt được điểm cao. Quan trọng hơn, ở sự trùng hợp lạ lùng này là thầy Phan Khắc Nghệ năm nay không có trong ban ra đề vừa qua mới đây giáo viên này cũng đã gửi tâm thư tới bộ giáo dục đào tạo đề nghị thành lập hội đồng thẩm định sự tương đồng giữa đề tổng ôn lớp vip với đề thi chính thức để yên lòng các giáo viên học sinh nhất là trong tình hình chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Người vô gia cư được xem là đối tượng dễ bị tổn thương nhất lúc này khi mà dịch Covid-19 lây lan chóng mặt. Để phòng chống dịch Covid-19 và không ai bị bỏ lại phía sau, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản về việc tập trung thực hiện công tác quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định hay còn gọi là người vô gia cư. Theo đó, sở này đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường công tác tập trung người xin ăn, người vô gia cư trên địa bàn, đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội. Các thành phố, quận, huyện phải khẩn trương rà soát địa bàn để kịp thời phát hiện và giải quyết các trường hợp xin ăn, sinh sống nơi công cộng, đặc biệt là có đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, nhằm bảo vệ tốt cho sức khỏe và tính mạng của người dân, ngăn chặn tình trạng chăn dắt hoặc là lợi dụng các đối tượng yếu thế để xin ăn trục lợi. Bài học cho công tác phòng dịch tại nhiều quốc gia cho thấy, nếu bùng phát COVID-19 trong cộng đồng, người vô gia cư có thể dẫn đến thảm họa. Công an huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 4 ngày đầu ra quân, đơn vị phát hiện và xử phạt hơn 120 trường hợp vi phạm chế thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 220 triệu đồng. Được biết từ khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 thì công an huyện Bình Chánh đã thành lập 17 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 quanh các cửa ngõ ra vào huyện và giáp ranh tỉnh Long An. Các lực lượng chủ yếu xử phạt các lỗi như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do chính đáng, không giữ khoảng cách bán hàng không thiết yếu. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tại địa phương này sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt người ra vào và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chỉ thị 16. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho đời sống của không ít người dân gặp khó khăn. Lợi dụng nhu cầu cần vay tiền, vay nhanh của không ít người, những băng nhóm tội phạm tín dụng đen đã đẩy mạnh hoạt động và đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần trồng chất. Được biết với chiêu trò cho vay nhanh gọn không cần thế chấp nên những cơ sở cho vay tài chính luôn thu hút được nhiều người dân cần tiền tìm đến. Khi có người cần đến vay tiền, các đối tượng này sẽ giải quyết thủ tục nhanh chóng nhưng lại không đề cập cụ thể đến tiền lãi. Vậy là chỉ sau một thời gian ngắn số tiền lãi đã vượt qua cả số tiền gốc nếu không có khả năng trả nợ người vay sẽ rơi vào tình trạng bị uy hiếp mới đây nhất công an thành phố vinh tỉnh nghệ an đã phối hợp với các đơn vị đồng loạt đột kích vào 35 công ty tài chính dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh như là nghệ an hà tĩnh con tum quảng bình khánh hòa bắt giữ 44 đối tượng cùng nhiều giấy tờ tan vật cho vi nặng lãi Cơ quan chức năng cho biết, nhóm tội phạm này đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp cơ sở cầm đồ, chiêu mộ hàng trăm giúp việc để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi lên đến 8.000 đồng một triệu một ngày, tương đương 24% cho một tháng và gần 300% cho một năm. Tính đến trước khi bị triệt phá, thì số tiền cho vay của nhóm này đã lên đến con số là trên 500 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đề cử ông Alan Estevez, một cựu quan chức Bộ Quốc phòng làm Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh, vị trí sẽ dẫn dắt nước Mỹ trong cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc. Vị trí mới bổ nhiệm sẽ dẫn dắt phòng công nghiệp và an ninh gọi tắt là BIS của Bộ Thương mại trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ của hai nước ngày càng gây gắt và nước Mỹ đang muốn bỏ Trung Quốc lại. Dưới thời của Tổng thống Trump, Mỹ đã hạn chế mua bán với tập đoàn Huawei của Trung Quốc, cũng như ngăn chặn nhiều công ty Trung Quốc tiếp cận các dự án cơ sở hạ tầng nhạy cảm ở Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Trong tất cả quá trình này, phòng công nghiệp và an ninh của Bộ Thương mại đóng vai trò quan trọng trong quá trình tham mưu và đề ra kế hoạch Ông Estevez hiện đang làm trung hãng Deloitte, từng có 36 năm phục vụ trong Bộ Quốc phòng. Dưới thời Obama, ông làm việc trong văn phòng quản lý các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, gọi tắt là CFI US, với nhiệm vụ ra soát các khoản đầu tư ảnh hưởng đến an ninh Hoa Kỳ. Ông Eric H. Hunt, Cựu quan chức cùng thời nhận xét rằng ông Estevez là người rất thông minh và có năng lực. Hiện ông Estevez từ chối mọi yêu cầu bình luận từ báo chí. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình Colombia mới đây cho biết quá trình tiến tới hòa bình tại quốc gia này đang ở một khớp nối quan trọng. Các bên cần thực sự tập trung nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Ông Carlos Ruiz Maggio, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình Colombia cho biết tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột tại quốc gia này đang trong một giai đoạn chuyển tiếp. Một khớp nối quan trọng, điều này mang đến cơ hội hòa bình thực sự, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nếu như không đạt được thỏa thuận giữa các phe phái. Ông Maciel phát biểu như vậy nhân dịp 6 năm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Colombia và mặt trận dân tộc giải phóng quốc gia, gọi tắt là FARC, cũng như quá trình chuyển tiếp vẫn đang được đẩy mạnh. Mặc dù đã đạt được thỏa thuận như vậy, nhưng nhiều lãnh đạo và phiến quân FARC cánh tả vẫn tiếp tục vào rừng chiến đấu, thường xuyên gây ra các vụ bắt cóc, đánh bom và tống tiền, là nhiều binh lính và dân thường Colombia thương vong. Amacio cũng bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực chưa hoàn toàn chấm dứt, cũng như yêu cầu các bên phải thực sự nỗ lực để đàm phán, để dàn xếp các bất đồng và tiến tới giải giáp toàn bộ phiến quân. Cuba đã giới hạn quyền truy cập các trang mạng xã hội và nhắn tin trực tuyến như là Facebook hay là WhatsApp. Hãng theo dõi Internet quốc tế Netblock thông báo như vậy vào ngày hôm qua, trong bối cảnh chính phủ Cuba lo ngại các vụ biểu tình có thể lan rộng. Vào cuối tuần qua, hàng ngàn người dân Cuba đã xuống đường biểu tình để phản đối khủng hoảng kinh tế và thiếu thốn lương thực. Họ cũng phản đối việc đối phó COVID-19 không tốt của chính phủ trong thời gian gần đây, khi không ngăn cản được dịch bệnh. Những cuộc biểu tình này diễn ra khi Chủ tịch Kim tổng bí thư Cuba Díaz-Canel vừa nhậm chức không lâu từ người tiền nhiệm là Raúl Castro. Ông Canel là lãnh đạo đầu tiên của Cuba không phải người trong gia đình cố lãnh tụ Fidel Castro tới từ năm 1957. Một người đàn ông 49 tuổi có tên là Wando Herrera cho biết, người biểu tình liên tục xuống đường kết thành các nhóm đông người biểu tình trong hòa bình. Họ hô vang các khẩu hiệu như là tự do dân chủ cho Cuba hay chúng tôi không có lương thực và thuốc men. Lực lượng an ninh Cuba đã được triển khai và một số cuộc đường đô đã diễn ra. Hàng chục người đã bị bắt lo sợ xuất dục từ bên ngoài, chính phủ Cuba đã khóa và giới hạn các quyền tiếp cận mạng xã hội như Facebook cũng như là các công cụ nhắn tin trực tuyến. Theo nhiều người biểu tình, mô hình kinh tế hiện tại của Cuba đã giúp đất nước vượt qua khó khăn và đạt nhiều tiến bộ về giáo dục y tế không thể chối cãi. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19 đã khiến cho mô hình kinh tế tập trung như hiện nay bộc lộ nhiều yếu điểm không thể khắc phục. Đến lúc Cuba cần một mô hình mới tự do hơn, dân chủ hơn để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng đại diện của hai gã khổng lồ mạng xã hội mới đây cho biết họ sẽ nghiêm khắc chống lại các hành vi phân biệt chủng tộc, những comment, bài viết vi phạm sẽ bị xóa, thậm chí đình chỉ tài khoản. Sau khi các cầu thủ giao màu của đội tuyển Anh bị xúc phạm sau trận thua ý trong trận chung kết Euro vừa qua. Hai gã khổng lồ mạng xã hội là Facebook và Twitter vừa thông báo họ đã xóa nhiều nội dung liên quan đến vấn nạn phân biệt chủng tộc và dùng từ ngữ bạo lực xúc phạm mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án trong thời gian gần đây. Động thái diễn ra sau khi có nhiều bài viết trên Twitter và Instagram xúc phạm tới Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka, bác cầu thủ đã đá hỏng cú sút phạt trực tiếp trong trận chung kết Euro dẫn đến anh thủ ý trên sân nhà Wembley. Đại diện của Twitter nói nội dung phân biệt chủng tộc và xúc phạm cầu thủ sẽ không có chỗ trên nền tảng xã hội của chúng tôi. Mỗi vi phạm sẽ bị xóa thẳng tay, thậm chí đình chỉ tài khoản. Đại diện Facebook cũng cho biết chúng tôi đã nhanh chóng xóa những nội dung vi phạm. Chúng tôi tiếp tục quá trình làm không gian mạng trở nên an toàn và không có sự xúc phạm. Bộ trưởng Văn hóa Anh ông Olivier Dowden cũng phát biểu Tôi tiếc giận vì hành vi xúc phạm các cầu thủ, những người hùng của chúng ta. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph cho biết nước này sẵn sàng làm việc cùng nếu như Taliban có chân trong chính phủ, miễn sao là nhóm cực đoan này tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong bài phỏng vấn mới đây với tờ Daily Daily Grab, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói, dù chính phủ sắp tới ở Afghanistan thế nào, có sự tham dự của Taliban hay không, chúng tôi cũng sẽ làm việc với họ, với điều kiện họ phải tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ xem xét lại thường xuyên nếu họ chống lại các giá trị phổ quát của con người. Taliban đã từng nắm quyền tại Afghanistan từ năm 1996 đến 2001. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì họ bị phương Tây lật đổ và luôn tiến hành chiến tranh với chính phủ trung ương ở thủ đô Kabul cho đến nay. Trong bối cảnh các nước phương Tây đang rút quân và hạn chót ngày 11 tháng 9 đang đến gần, nhiều người lo ngại Taliban sẽ quay trở lại nắm quyền và đưa Afghanistan vào một thời kỳ đen tối. Trong cuộc phỏng vấn, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh đúng hối thúc Taliban và chính phủ ở thủ đô Kabul của Tổng thống Ashraf Ghani đối thoại để ngăn giao tranh và đổ máu vô ích. Anh quốc là một nước trong NATO gửi quân tới Afghanistan sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, cũng cho biết hiện nay đã rút gần hết binh sĩ khỏi đây sau gần 20 năm hiện diện lực lượng taliban mới đây lên tiếng cho biết họ đã giành quyền kiểm soát một đoạn biên giới quan trọng với pakistan sau nhiều giờ chiến đấu kết thúc sự đầu hàng của các lực lượng chính phủ đây là tuyến đường thông thương quan trọng ở miền nam afghanistan các quan chức chính phủ Afghanistan đã từ chối xác nhận sự thất bại của họ trong việc bảo vệ thị trấn Spin Boldak ở tỉnh Kandahar giáp với Pakistan. Tuy nhiên, ông Mujahid đại diện của Taliban mới đây nói: "Các chiến binh của chúng tôi đã giành quyền kiểm soát một thị trấn biên giới quan trọng ở tỉnh Kandahar. Bây giờ thì tuyến đường nối Kandahar và hệ thống thu thuế ở đây với các thương nhân buôn bán ở Pakistan đã được chúng tôi nắm giữ. Được biết là tuyến biên giới này không chỉ nối với Pakistan mà còn với Iran và khu vực Trung Á. Bình quân mỗi ngày có khoảng 900 xe tải băng qua. Những ngày vừa qua, lợi dụng binh sĩ Mỹ và NATO đang rút khỏi, Taliban đã tăng cường tấn công lực lượng chính phủ ở thủ đô Kabul và họ đã giành được một số thắng lợi quan trọng. Điều này làm dấy lên lo ngại họ sẽ sớm trở lại nắm quyền lực. Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon mới đây thông báo, từ giờ tới năm 2024, họ muốn tuyển dụng khoảng 100.000 cựu chiến binh Mỹ và vợ hoặc là chồng của họ. Thông báo của Amazon cũng cho biết hiện nay nhân sự của họ có khoảng 40.000 cựu chiến binh Mỹ và vợ hoặc là chồng của họ. Đội ngũ nhân sự này làm việc trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau trong tập đoàn. Ông John Quintas, giám đốc bộ phận cựu chiến binh của Amazon nói, tập đoàn đã nhấn mạnh đến việc tuyển dụng và phát huy các tài năng của những cựu binh từng trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt để họ phục vụ trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Chúng tôi trân trọng kỹ năng và kinh nghiệm của họ trên chiến trường và tin rằng họ sẽ có những đóng góp hết sức lớn lao vào sự phát triển của công ty. Trong số mục tiêu là 100.000 cựu binh bao gồm cả vợ hoặc chồng, Amazon ước tính có khoảng 16.000 người là vợ hoặc chồng của các cựu chiến binh. Theo nhà chức trách, nạn nhân những vụ bạo động ở Nam Phi thời gian gần đây đã lên tới con số là 72 người. Những tình huống thiệt mạng chủ yếu do đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng quân đội cùng cả sát chống bạo động. Người biểu tình tấn công lực lượng chức năng và phía các nhân viên công vụ đáp lại bằng lựu đạn khối và cao su. Kể từ khi cựu tổng thống Jacob Zuma bị bỏ tù thì các vụ biểu tình bạo động đã lan rộng nhiều thành phố ở Nam Phi. Đến nay thì đã có 72 người thiệt mạng và 1.200 người bị bắt giữ. Các cuộc biểu tình diễn ra bất chấp làn sóng lây nhiễm Covid-19 ở Nam Phi vẫn đang ở mức cao. Trong 24 giờ qua, thì nước này đã ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm mới và 633 trường hợp tử vong. Các cuộc biểu tình cũng khiến cho nhiều điểm tiêm chủng trên toàn quốc phải đóng cửa. Những người thiệt mạng vì bạo động thời gian qua chủ yếu tập trung ở hai tỉnh là Guaten và KwaZulu. Tại đây, thì người biểu tình đã tấn công và cướp bóc hàng loạt cửa hàng cũng như rất hung hăng trong việc tấn công cảnh sát. Đã có một số vụ nổ diễn ra và nhà chức trách đang điều tra thêm. Cựu tổng thống Jacob Zuma bị tòa tuyên phạt 15 tháng tù vào thứ năm tuần trước vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Ông cầm quyền từ năm 2009 đến năm 2018. Một vụ nổ xe buýt đã xảy ra ở miền Bắc của Pakistan vào chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua khiến cho 10 người, bao gồm 6 người Trung Quốc và hai binh sĩ thiệt mạng. Con số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục còn tăng. Hiện chưa rõ là vụ nổ do bơm cài trên xe hay cài trên vệ đường và xe đi ngang qua cán phải. Cảnh sát trưởng Moazam Jan Ansari ở tỉnh Khyber Khoa xác nhận, ngay sau vụ nổ diễn ra thì nạn nhân thiệt mạng bao gồm 6 người Trung Quốc, hai binh sĩ Pakistan và hai cư dân địa phương. Ông Ansari nói rằng vụ nổ vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, thì một nguồn tin khác từ cảnh sát cho biết ít nhất là 13 người đã thiệt mạng, có thể số nạn nhân sẽ tiếp tục tăng. Một người đàn ông Trung Quốc đã đoàn tụ với con trai của mình sau gần 24 năm xa cách từ khi cậu bé bị bắt cóc. Từ khi cậu bé mất tích đến nay ông đã rong ruổi khắp nơi để đi tìm và ước tính quãng đường ông đi qua đã dài hơn nửa triệu km. Ông Guo Ganta nói rằng con trai ông bị bắt cóc khi 2 tuổi và 5 tháng. Vụ việc xảy ra tại nhà ở tỉnh Sơn Đông lúc cậu bé đang chơi đùa. Những kẻ bắt cóc đã bán cậu bé cho một gia đình ở miền Trung Trung Quốc sau khi kiểm tra DNA. Cảnh sát xác nhận cậu bé ngày xưa bây giờ là thầy giáo 26 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, chính là con trai con Guo. Cuộc đơn tụ diễn ra trong niềm vui vô bờ bến và đầy nước mắt của vợ chồng ông Google. Được biết, những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, các vụ bắt cóc trẻ em thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc và chính sách mỗi gia đình chỉ có một con của chính phủ. Vì vậy, vậy, rất nhiều gia đình muốn có thêm con, nhất là con trai. Theo một tài liệu công bố mới đây của các nhà khoa học, thì rượu bia đang gây ra khoảng 4% các vụ ung thư trên toàn cầu. Các nhà khoa học cũng cảnh báo mọi người cần thay đổi thói quen với đồ uống có cồn nếu không muốn sức khỏe của mình đi xuống. Trong số các vụ ung thư do rượu bia gây ra, nam giới chiếm 3 phần tư và tập trung nhiều ở những người thường xuyên uống, với mức độ bình quân là khoảng 2 lần một ngày. Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí khoa học The Lancet ước tính rằng mỗi năm có khoảng 6,3 triệu ca ung thư liên quan đến nước uống có cồn, ví dụ như là ung thư vòm họng, thanh quản, đại tràng hoặc là gan. Về khu vực địa lý, các vùng có tỷ lệ ung thư do rượu bia nhiều nhất là Đông Nam Á, Đông Á, Trung Âu và Tây Âu, thấp nhất là Bắc Phi và Tây Á. Về quốc gia nặng nhất là Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam, Moldova và Romania. Cái nước bị ít nhất là Kuwait, Libya và Ả Rập Xê Út. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị.